Giải toán lớp 6 chân trời sáng tạo, bài 1, tập hợp, phần tử của tập hợp, bài 2 trang chính toán lớp 6 tập 1, cho B là tập số tự nhiên lẻ và lớn hơn 30. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai, A, 31 thuộc B, B, 32 thuộc B, C, 2002 không thuộc B, D, 2003 không thuộc B. Đi phân tích bài toán chúng ta thấy vì B là tập hợp các số tự nhiên lẻ và lớn hơn 30 nên, câu A vì 31 là số tự nhiên lẻ và thỏa mãn lớn hơn 30 nên 31 thuộc B là khẳng định đúng, câu B vì 32 là một số chẳng nên 32 không thuộc B, do đó 32 thuộc B là khẳng định sai. Câu C 2002 là một số chẳng nên 2002 không thuộc B, do đó 2002 không B là khẳng định đúng. Câu D 2003 là số tự nhiên lẻ và thỏa mãn lớn hơn 30 nên 2003 thuộc B, do đó 2003 thuộc B là một khẳng định sai. Giải, câu A 31 thuộc B là khẳng định đúng, câu B 32 thuộc B là khẳng định sai, câu C 2002 không thuộc B là khẳng định đúng, câu D 2003 không thuộc B là một khẳng định sai.